Từ thủ đô Washington, đây là bản tin VOA Express của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ trên Internet và truyền hình vệ tinh sáng ngày 12 tháng 9 năm 2019. Hoàng Long kính chào quý vị. Thực hư chuyện ExxonMobil ngừng thăm dò dầu khí với Việt Nam vì áp lực của Trung Quốc. Trung Quốc sẽ triển khai mạng lưới drone để giám sát Biển Đông. Việt Nam bị xếp vào nhóm 10 quốc gia trấn áp truyền thông gắt gao nhất thế giới. Và nhiều tin khác nữa, mời quý vị theo dõi chi tiết. ExxonMobil nói họ vẫn triển khai một dự án thăm dò dầu khí với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, giữa lúc có những đồn đoán về việc công ty dầu khí của Mỹ đã bỏ cuộc dưới áp lực của Bắc Kinh đối với Hà Nội về việc khai thác năng lượng ở Biển Đông. Trả lời VOA tiếng Việt, bà Julie King, đại diện truyền thông của ExxonMobil nói, "Chúng tôi không bình luận về các tin đồn thị trường hoặc đồn đoán về việc kinh doanh của chúng tôi." Nữ phát ngôn viên này không đáp lại câu hỏi về việc ExxonMobil đã ra quyết định đầu tư cuối cùng hay chưa. Trên Facebook của Tập đoàn Dầu khí của Mỹ ở Việt Nam, khi được hỏi về các đồn đoán trên, người quản trị của trang này hôm 10 tháng 9 viết rằng hiện chúng tôi vẫn đang triển khai dự án Cá Voi Xanh và sẽ không đưa ra ý kiến đối với những nguồn tin không chính thống. Những đồn đoán xuất hiện trên Facebook trong bối cảnh các tàu khảo sát địa chấn và tàu hải cảnh của Trung Quốc gần đây đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam gần bãi Tư Chính, khơi ra phản đối của Việt Nam về điều mà họ cáo buộc là tàu Trung Quốc vi phạm chủ quyền. Theo ExxonMobil, từ năm 2009, hãng này và Petro Việt Nam hợp tác thăm dò mỏ Cá Voi Xanh nằm cách bờ biển miền Trung Việt Nam khoảng 80 km mà tập đoàn Mỹ cho rằng có khả năng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. VOA đã gửi câu hỏi tới ban lãnh đạo của Petro Việt Nam để xác nhận thông tin ExxonMobil bỏ cuộc cũng như về giai đoạn đầu tư hiện nay của tập đoàn Mỹ ở mỏ Cá Voi Xanh nhưng không nhận được hồi đáp. Trước đây, ExxonMobil từng khẳng định với VOA rằng dự án Cá Voi Xanh không nằm ở vùng có tranh chấp và rằng chủ quyền là vấn đề chỉ các chính phủ mới có thể quyết định. Bộ Tài nguyên Thiên nhiên của Trung Quốc đang triển khai một mạng lưới máy bay không người lái drone để giám sát một số khu vực chiến lược trên vùng biển mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của mình ở Biển Đông, trang tin The Maritime Executive cho biết. Trang tin này nói rằng Trung Quốc hiện đã có một hệ thống giám sát vệ tinh tinh vi để theo dõi các vùng biển kể cả Biển Đông, và giờ đây Bắc Kinh dự tính tăng cường hệ thống này bằng cách đầu tư thêm trong nhiều năm tới để mở rộng phạm vi hoạt động tới các đảo xa xôi và các vùng biển rộng lớn trên Biển Đông. Hệ thống vệ tinh Hải Nam của Trung Quốc sắp tới đây sẽ sớm có 10 vệ tinh trang bị radar tập trung vào các vùng biển tranh chấp. Trang tin này nói thêm rằng nhiều đảo hiện do Trung Quốc chiếm đóng trên Biển Đông cũng được trang bị các dàn radar tần số cao để tăng cường khả năng của Bắc Kinh trong việc giám sát những chuyển động trên biển và trên không tại khu vực phía nam Biển Đông. Mạng lưới máy bay không người lái của Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc sẽ bổ sung cho các công cụ đó. Bản tin trích dẫn báo The South China Morning Post cho biết hệ thống drone mới của Trung Quốc có khả năng di động với các thiết bị được lắp đặt trên những chiếc xe tải để có thể di chuyển dễ dàng. Các hình ảnh vệ tinh do các máy bay không người lái thu thập sẽ được chuyển đến Bộ Tài nguyên Thiên nhiên Trung Quốc bằng liên kết vệ tinh để được phân tích. Việt Nam nằm trong số 10 quốc gia trấn áp truyền thông gắt gao nhất trên thế giới, theo một báo cáo đặc biệt do Tổ chức Bảo vệ các ký giả CPJ công bố mới đây. Các nước có tên trên danh sách được cho là đã hạn chế nghiêm ngặt các phương tiện truyền thông độc lập và hăm dọa các nhà báo, bịt miệng họ bằng hình thức phạt tù, dùng công nghệ kỹ thuật số để theo dõi hoặc sách nhiễu họ dưới nhiều hình thức. Phúc trình của CPJ nói tại Việt Nam, chính quyền do Đảng Cộng sản lãnh đạo sở hữu và kiểm soát mọi phương tiện truyền thông kể cả báo chí và truyền thanh, truyền hình. Nhà nước đã tung ra một loạt đạo luật hay sắc lệnh để bóp nghẹt những tiếng nói chỉ trích nhắm vào chính phủ, các chính sách của nhà nước hoặc thành tích của các quan chức nhà nước. Luật báo chí năm 2016 xác định rằng báo chí phải là tiếng nói của đảng, các tổ chức đảng và các cơ quan nhà nước. CPJ nói rằng luật an ninh mạng mới có hiệu lực hồi đầu năm 2019 là một vũ khí để nhà nước chống lại mọi thông tin trên mạng và tự do báo chí. Từ khi luật an ninh mạng có hiệu lực, các thông tin trên truyền thông trong nước cho thấy người dân thường xuyên bị triệu tập, bị bắt giữ và khởi tố vì đưa những thông tin lên mạng xã hội bị chính quyền cho là sai sự thật hoặc nhằm mục đích chống đảng và nhà nước. Theo Tổ chức Bảo vệ các ký giả thì Việt Nam và Trung Quốc cùng với Ả Rập Xê Út và Iran là bốn nước bị nêu đích danh là đặc biệt tinh vi trong việc thực hành hai hình thức kiểm duyệt là bỏ tù và sách nhiễu các nhà báo và gia đình họ. Ngoài việc sử dụng công nghệ kỹ thuật số để giám sát và kiểm duyệt mạng lưới thông tin Internet cũng như truyền thông xã hội.
Quý vị đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA. Để nhận các thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, xin hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. VOA liên tục cập nhật các thông tin trung thực đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới. Đến đây, mời quý vị theo dõi phần phóng sự tường trình từ Việt Nam. Miệt sông nước miền Tây Nam Bộ, gần như nơi nào cũng có cây dừa nước. Lá dừa nước được người dân dùng để lợp nhà, lợp chuồng trại cho chăn nuôi hoặc làm mái che nông sản. Với nhiều tiện dụng, có thể nói, nghề chằm lá dừa nước là một nghề dân dã lâu đời nhất của người dân Nam Bộ. Bà Bảy năm nay đã ở tuổi 80 kể. Dân mình ở đây, ở vùng hạ này, người ta suy ra những ngành này, ngành kia là khổ như đi bắt còng. Thì đi mò, đi xúc, rồi đốn lá về chằm hoặc là xé lá xé nữa. Lá xé nặng dữ lắm, giờ đốn cái này thì nó nhẹ hơn. Mới đầu thì giá một bó lá nó nặng, rồi lần lần cái giá không nổi, cái làm bó lá nhẹ nhẹ, rồi bỏ vô bao, rồi giờ đem về từ từ. Lá dừa nước sau khi chặt về đem róc lấy lá, phần thân chẻ nhỏ chặt khúc phơi khô dùng để làm thanh chằm. Lá dừa được gấp đôi kẹp vào thanh chằm, dùng kim xỏ dây buộc cho lá đính chặt vào thanh. Chằm được hiểu là thao tác tết lá dừa lại thành tấm. Tuổi già sức yếu, giờ bà Bảy chỉ làm nổi mỗi ngày có 50 tấm thôi. Hồi bà còn mạnh khỏe thì bà ngày bà làm được 100 tấm vậy nè. Còn bây giờ yếu rồi thì 50-60 thôi, được nhiêu được thì kể. 100 tấm vậy nè, hiện bây giờ còn có 40 ngàn hả. Một ngày chằm lá như bà Bảy chỉ kiếm được có 40.000 đồng. Nghề này cực lắm, bà Mận than vãn. Ở kiếm lá thì đã đời đâu có lá nhiều. Thế cũng bất bền lắm. Nói chung làm cái nghề này cũng bất bền lắm. Nhìn cảnh thông dong ngồi chằm lá này, đừng nghĩ đây là nghề nhàn nhã. Bà Bảy nói để có nguyên liệu, nhiều khi phải chèo xuồng đến các sông rạch đốn lá dừa. Những hôm con nước xuống thì phải lội bộ hàng giờ dưới sình lầy, bà Bảy kể. Khó khăn nhất là bà đi đốn không nổi. Đốn gặp cái đám lá mà cái lá mà nó lâu năm rồi đó. Trời ơi, cái cọng lá nó lớn vậy mà đốn ngã luôn. Rồi không khéo nó đập vô cũng trọng thương nữa. Hiện nay do diện tích dừa nước không còn nhiều như trước đây, nên đa phần để có nguyên liệu, người chằm lá phải mua dừa nước theo đám. Với giá từ vài trăm ngàn đến cả triệu đồng một đám lá, bà con mưu sinh bằng nghề chằm lá càng lúc càng cơ cực hơn. Và sau đây, mời quý vị theo dõi phần tin quốc tế. Mỹ hôm thứ Tư 11 tháng 9, tưởng niệm 18 năm, ngày xảy ra cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, khiến gần 3.000 người thiệt mạng tại New York, Virginia và Pennsylvania. Tổng thống Donald Trump cùng với đệ nhất phu nhân Melania Trump và các quan khách tiến hành phút mặc niệm tại sân cỏ phía đông Tòa Bạch Ốc, tưởng niệm giây phút chiếc máy bay đầu tiên đâm vào tòa tháp phía bắc của Trung tâm Thương mại Thế giới tại thành phố New York. Tại New York, những người sống sót và thân nhân của những người thiệt mạng trong cuộc tấn công 11 tháng 9 tập họp tại Ground Zero, nơi tọa lạc tòa tháp đôi của Trung tâm Thương mại Thế giới, trước khi hai chiếc máy bay thương mại bị Al-Qaeda cướp đâm sập hai tòa tháp này. Tên của mỗi nạn nhân được đọc lên, kèm theo là một hồi chuông. Tổng thống cũng tham dự một buổi lễ tại Ngũ Giác Đài dành cho gia đình những người thiệt mạng khi các phần tử khủng bố Al-Qaeda lái một chiếc máy bay khác đâm vào tòa nhà này. Sáng sớm ngày 11 tháng 9, một lá cờ Mỹ được kéo xuống bên cạnh Ngũ Giác Đài. Phó Tổng thống Mike Pence tham dự buổi lễ tại Shanksville, bang Pennsylvania, gần nơi chuyến bay 93 của United Airlines bị rơi sau khi không tặc kiểm soát được chiếc máy bay này. 19 người liên hệ với Al-Qaeda thực hiện vụ cướp 4 chiếc máy bay vừa kể. Biến cố ngày 11 tháng 9 thay đổi hoàn toàn ý niệm về an ninh của Hoa Kỳ và khiến cho Tổng thống George W. Bush lúc bấy giờ tuyên chiến với khủng bố và tấn công Afghanistan. Các lực lượng đồng minh do Hoa Kỳ lãnh đạo tước quyền lực của Taliban tại Afghanistan, nhưng cuộc xung đột này vẫn tiếp tục là một cuộc chiến dài nhất trong lịch sử nước Mỹ. Người đứng đầu Liên đoàn Phụ nữ Hồng Kông ngày 11 tháng 9 kêu gọi cộng đồng quốc tế khiển trách những người tổ chức biểu tình tại Hồng Kông.
bà Pansy Ho Chiu King, một nữ doanh nhân và là con gái của vua sòng bạc ở Macau, Stanley Ho, phát biểu tại phiên họp thứ 42 của Hội đồng Nhân quyền ở Geneva. Trong nhiều tháng nay, Hồng Kông bị rúng động bởi những cuộc biểu tình, đôi khi trở thành bạo động, xuất phát từ phẫn nộ của người dân đối với dự luật cho phép dẫn độ nghi phạm sang Trung Quốc xét xử. Nhưng các cuộc biểu tình này đã nhanh chóng lan rộng thành những lời kêu gọi dân chủ và kêu gọi giới cầm quyền tại Bắc Kinh để yên cho thành phố này. Bà Hồ nói, giới trẻ bị nhồi sọ và bị động viên để vẽ khóa hay trở thành những chiến binh bạo loạn ở tuyến đầu, bị cực đoan hóa để có những hành vi tội phạm. Bà yêu cầu những người biểu tình phản đối một cách ôn hòa, nói rằng chủ nghĩa cực đoan bạo động có thể để lại những vết sẹo không thể lành được trong dân chúng. Hồng Kông, cựu thuộc địa Anh, được trao lại cho Trung Quốc vào năm 1997 theo công thức một quốc gia hai hệ thống, đảm bảo sự tự do mà Hoa Lục không có được, kể cả một hệ thống pháp lý độc lập. Nhà lãnh đạo Hồng Kông Carrie Lam đã hứa sẽ rút lại dự luật dẫn độ, nhưng nhiều cư dân Hồng Kông lo ngại Bắc Kinh đang làm xói mòn sự tự trị của trung tâm tài chính châu Á này. Cuộc gặp giữa Bộ trưởng Ngoại giao Đức và nhà hoạt động Hồng Kông Joshua Wong làm tổn hại các quan hệ với Trung Quốc, theo lời đại sứ Bắc Kinh tại Berlin tuyên bố hôm 11 tháng 9. Đại sứ Trung Quốc cho biết, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã triệu tập đại sứ Đức đến để phản đối. Giữa lúc Hồng Kông rúng động với các cuộc biểu tình, nhà hoạt động dân chủ Joshua Wong đến Berlin tối ngày 9 tháng 9 và được Bộ trưởng Ngoại giao Đức tiếp đón. Đại sứ Trung Quốc tại Đức Ken Wu cho biết, điều xảy ra lúc này, tôi rất tiếc phải nói, sẽ có những hậu quả tiêu cực lên các quan hệ song phương và Trung Quốc phải phản ứng. Chưa có phản hồi từ Bộ Ngoại giao Đức. Trung Quốc ngày 11 tháng 9 loan báo đợt miễn thuế đầu tiên cho 16 loại sản phẩm Mỹ có hiệu lực từ ngày 17 tháng 9 và kéo dài trong vòng một năm. Động thái này xảy ra vài ngày trước khi diễn ra cuộc họp dự trù giữa các nhà đàm phán song phương để cố gắng xuống thang cuộc chiến thuế quan. Các sản phẩm này bao gồm thuốc trị ung thư, dầu nhờn và thức ăn gia súc. Tuy nhiên, danh sách miễn thuế này không là bao so với hơn 5.000 sản phẩm chịu thuế nhập khẩu 25% mà Trung Quốc áp đặt vào năm ngoái. Và trong danh sách, không có những sản phẩm nông nghiệp của Mỹ như đậu nành. Động thái này diễn ra vào lúc các nhà thương thuyết hàng đầu của Trung Quốc chuẩn bị đến Washington trong những tuần tới để tham dự vòng đàm phán thương mại được mong đợi. Trung Quốc đã áp thuế đối với các sản phẩm của Mỹ bắt đầu vào năm ngoái với thuế suất 25% lên 50 tỷ đô la giá trị hàng nhập khẩu từ Mỹ. Tổng cộng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đã đáp thuế ăn miếng trả miếng đối với hàng trăm tỷ đô la hàng hóa của hai nước trong cuộc chiến thương mại gay go, tạo viễn tượng suy thoái toàn cầu. Hàng ngàn tấn nước bị ô nhiễm từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima, Nhật Bản có thể phải xả ra Thái Bình Dương, theo lời Bộ trưởng Môi trường Nhật Bản ngày 10 tháng 9 tuyên bố. Nước dùng để làm nguội các thanh nhiên liệu hạt nhân sau khi nhà máy bị hư hại vì trận động đất và sóng thần năm 2011 được chứa trong những bồn chứa khổng lồ tại nhà máy này. Tuy nhiên, công ty điện lực Tokyo điều hành nhà máy điện hạt nhân nói sẽ không còn chỗ chứa nước vào năm 2022. Bộ trưởng Môi trường Yoshiaki Harada cho biết, giải pháp duy nhất theo ý kiến đơn giản của ông là xả nước trong bồn chứa ra biển để hòa tan vào nước biển. Trong 8 năm qua, kể từ khi ba lò phản ứng của Fukushima bị tan chảy, khoảng 200 tấn nước nhiễm phóng xạ hàng ngày được bơm ra khỏi những tòa nhà bị hư hại. Ngành công nghiệp đánh cá rộng lớn của Nhật Bản cũng như của nước láng giềng Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ ý kiến xả nước bị nhiễm độc ra biển. Trường Việt ngữ Thăng Long, một trong những ngôi trường được cộng đồng người Việt ở ngoại ô thủ đô Washington thành lập với tôn chỉ gìn giữ, lưu truyền ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam. Cuối tuần qua là ngày các em quay lại trường sau kỳ nghỉ hè. Tại các lớp lớn nhất, các em hôm nay bắt đầu được học về lịch sử Việt Nam với các vị anh hùng dân tộc trong các triều đại khác nhau. Đây là lần đầu tiên các em được học về Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Quốc Tuấn hay Lê Lợi và Nguyễn Trãi, với những câu chuyện lịch sử cụ thể về mỗi nhân vật huyền thoại này. Khi nghe kể chuyện như vậy thì các em có vẻ thích thú hơn. Thì mình chỉ có cách là làm sao mà mình kể cho các em nghe những câu chuyện nào mà mình thấy nó hay, nó thích hợp thì các em sẽ bỏ nhiều thời gian và ham học hơn. Người khởi xướng cho chương trình dạy sử Việt này là thầy hiệu trưởng Hoàng Vi Kha. Mỗi đêm trong căn phòng làm việc nhỏ tại nhà của mình,
thầy vẫn cặm cụi tìm kiếm những câu chuyện và những anh hùng dân tộc tiêu biểu để vẽ thể hiện bằng tranh và kể lại cho các em. Theo thầy thì việc dạy sử không phải đơn giản là để các em biết và hiểu sử Việt, mà còn giúp các em tự hào về lịch sử dân tộc và hun đúc khí chất cho các thế hệ sau từ những tấm gương của các bậc tiền nhân. Tất cả những vị anh hùng dân tộc không phải họ sanh ra là họ trở thành một vị anh hùng, nhưng mà họ thấm nhuần cái lòng yêu nước và cái ý chí bất khuất đó được truyền qua nhiều đời, và từ đó họ tạo ra một cái nền tảng đạo đức của dân tộc Việt Nam là phải sống, phải có tinh thần trách nhiệm bổn phận với đất nước. Đó là cái vấn đề mà nhà trường đưa vào gọi là công dân giáo dục. Thì mình qua cái lịch sử mình sẽ dạy về công dân giáo dục. Chúng ta đang thiếu về cái vấn đề đó. Chúng ta chỉ dạy nhiều về đạo đức trong gia đình, nhưng mà chúng ta quên hoặc là còn thiếu sót dạy cho các em biết về đạo đức đối với xã hội, đối với đất nước nó quan trọng như thế nào. Muốn có một lớp trẻ có chí khí và sẽ trở thành trụ cột của nước nhà trong tương lai thì rõ ràng không thể bỏ qua việc truyền dạy về những anh hùng và chí khí hào hùng trong lịch sử dân tộc. Các bạn trẻ ngồi đây dù sau này không biết có làm việc trong những lĩnh vực liên quan tới Việt Nam hay không, nhưng chí ít những câu chuyện về các bậc tiền nhân và hào kiệt trong lịch sử Việt Nam cũng giúp các bạn tự hào về nguồn cội và thêm yêu đất nước Việt Nam, cũng như hướng về quê hương đất nước nhiều hơn. Một cuộc đua thuyền bất thường diễn ra ở miền Bắc bang Virginia khi hàng ngàn người tụ tập ở thành phố Reston để xem một cuộc đua thuyền bằng giấy bìa cứng. Hơn 150 thí sinh đã sử dụng băng keo, bìa cứng, trí tưởng tượng và kỹ năng thiết kế để làm cho những chiếc thuyền của họ nổi càng lâu càng tốt. Thông tin viên đài VOA đã đến Reston để xem cuộc đua và gửi về bài tường trình sau đây. Hơn 150 kỹ sư đóng thuyền nghiệp dư thả những chiếc thuyền thủ công bằng bìa cứng của họ vào một hồ nước ở miền Bắc Virginia để đua. Ý tưởng là chế tạo một chiếc thuyền bằng bìa giấy cứng đủ nhanh và bền để giành chiến thắng trong một cuộc đua hẹn rất quyết liệt qua hồ Anne ở Reston. Nhưng thực sự chỉ cần thuyền nổi thật lâu đã là một chiến thắng. And here they come to the dock, here they come. Cuộc đua thuyền được Viện Bảo tàng Lịch sử Reston địa phương tổ chức. Nó được gọi là cuộc đua thuyền bìa cứng hồ Anne. Các thí sinh đóng những chiếc thuyền kích thước thật bằng bìa cứng và băng keo, rồi chèo đua với nhau. Chúng tôi bắt đầu dự án này 2 năm trước đây. Đây là lần thứ 3. Chúng tôi muốn tổ chức một sự kiện cộng đồng cho các gia đình, các doanh nghiệp địa phương và các tổ chức phi lợi nhuận, nơi mọi người có thể cùng nhau vui chơi giải trí. Có cả giáo viên, giáo sĩ, công nhân viên và cả nghệ sĩ, cả người lớn và thanh thiếu niên. Trong số 73 chiếc thuyền bìa cứng, chỉ có 55 chiếc đáp ứng được các tiêu chuẩn cụ thể để tham gia cuộc đua. Các vật liệu duy nhất có thể sử dụng là bìa cứng, băng keo, hồ, sơn chống nước và sơn đặc biệt. Hơn 2.000 khán giả đã đến tham dự. Chúng tôi thích làm những trò vui và trông có vẻ điên rồ, nên khi nghe có một cuộc đua thuyền bằng bìa cứng thì chúng tôi muốn đóng một chiếc mới, muốn cải thiện những gì chúng tôi đã làm trước đây và chúng tôi muốn thử máy chèo dạng bánh xe. Trước hết rõ ràng chúng ta thi là để thắng phải không? Vui lắm, bạn nhìn xung quanh thử xem, không cần phải thực sự có lý do để đến đây và làm điều này, chỉ cho vui thôi. Kristen và Cole đại diện cho một trong những nhà thờ địa phương tại cuộc đua thuyền. Chúng tôi thuộc nhà thờ Restoration ở Reston. Chúng tôi đóng thuyền mô phỏng theo con tàu Noah. Chúng tôi tự đóng, hai người chúng tôi và một vài người bạn từ nhà thờ. Về cơ bản chúng tôi sử dụng bìa cứng, băng keo và sơn và những con vật bằng giấy giờ rơi ra rồi. Rồng và kỳ lân, nhân vật hoạt hình và người nổi tiếng. Mỗi chiếc thuyền chắc chắn là độc nhất, nếu không muốn nói có thể chịu được sóng gió. Có một số chiếc thật sự tuyệt vời. Có một chiếc thuyền đôi lớn có vẻ hình các thành viên nhóm Beatles trên các cạnh. Họ sẽ chơi bản Yellow Submarine khi chèo thuyền. Điều khiển một chiếc thuyền giấy bìa cứng không dễ như thoạt tưởng. Vâng, thật khó nhưng rất vui. Vui lắm, mọi người nên tham gia. Thuyền chúng tôi nổi được. Đó là tất cả những gì chúng tôi quan tâm và chúng tôi đánh bại các đối thủ của mình. Những người chiến thắng được chọn qua nhiều hạng mục khác nhau. Ngay cả chiếc thuyền chìm theo cách ngoạn mục nhất cũng giành được giải thưởng danh dự cho mình. Giải Titanic. Các nhà lập pháp Hoa Kỳ từ lâu đã bày tỏ quan ngại đối với sự phát triển của gã khổng lồ công nghệ Huawei đến từ Trung Quốc. Họ cho rằng tập đoàn này không giống phần lớn các công ty công nghệ khác bởi nó là một công cụ do thám của chính quyền Bắc Kinh. Mới đây, Huawei đã lắp đặt hệ thống camera giám sát trên khắp thủ đô của Uganda. Sau đây là tường trình chi tiết.
Trên các con phố của thủ đô Uganda, có những cặp mắt đang dòm ngó bạn. Nguồn nhân lực của chúng tôi, đặc biệt là trong lĩnh vực pháp y, vẫn đang thiếu hụt. Và đáng tiếc là nó lại tập trung phần lớn tại những thành phố lớn. Gã khổng lồ công nghệ viễn thông Huawei mới đây đã lắp đặt một hệ thống camera giám sát tại thành phố Kampala, vốn được cho là có thể giảm thiểu tình trạng tội phạm bạo lực gia tăng trong thời gian gần đây. Hệ thống trị giá 126 triệu đô la này được trang bị công nghệ nhận dạng khuôn mặt, có khả năng giám sát liên tục các con phố của thủ đô. Và hoạt động này là hoàn toàn hợp pháp và được Tổng thống Uganda phê chuẩn. Chuyên gia phân tích an ninh Will Carter cho rằng hệ thống này có khả năng cao sẽ bị lạm dụng. Trong nhiều trường hợp, nó sẽ phụ thuộc vào người sử dụng, cách họ sử dụng hệ thống này và cơ chế quản lý của chính quyền nhằm bảo vệ người dân. Tuy nhiên, nó cũng được quyết định bởi cách công nghệ được xây dựng và áp dụng, cũng như cách các nhà cung cấp triển khai lắp đặt. Vì vậy, Huawei cũng phải chịu một phần trách nhiệm cho việc họ bán sản phẩm cho ai và cách họ lắp đặt. Nghệ sĩ nổi tiếng nghị viên Bobby Wine, người thường xuyên lên tiếng chỉ trích chính quyền, cho rằng cơ quan an ninh mạng đã tiến hành chiến dịch tấn công tin tặc nhắm vào ông sau khi ông bị bắt và buộc tội phản quốc năm 2018. Ông White cho biết ông bị tra tấn trong tù khi trở lại Uganda sau quá trình trị bệnh tại Mỹ. Một bài báo của Wall Street Journal dẫn lời một quan chức cao cấp trong đơn vị giám sát an ninh mạng cho biết các kỹ thuật viên của Huawei tại Kampala đã tấn công tài khoản WhatsApp của ông White. Lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ ông cùng hàng chục ủng hộ viên, đồng thời giải tán các cuộc tuần hành trên đường phố do ông tổ chức. Phản ứng của người dân với hệ thống camera giám sát rất đa dạng. Họ nên sử dụng chúng đúng mục đích, không gì khác. Nhưng tại thời điểm này, tôi nghĩ chúng đã được sử dụng đúng bởi tôi đã nhìn thấy một vài trường hợp bị bắt nhờ vào hình ảnh từ hệ thống camera này. Nhưng tôi nghĩ là chúng ta cần tận dụng hơn nữa, cần lắp thêm nhiều camera. Đây là một chính phủ quân phiệt. Họ sẽ không từ bỏ quyền lực dễ dàng như thế. Vậy nên họ phải tự bảo vệ. Và đây là một trong số những cách họ làm điều đó. Không khó để theo dõi một cá nhân nào đó bằng cách sử dụng hệ thống camera này. Không thể phủ nhận sự tinh vi của chính quyền địa phương, những người mà tôi nghi là đứng đằng sau những vụ lạm dụng. Nhưng tôi tin Huawei có khả năng cao biết rằng rất nhiều khách hàng của họ đang lạm dụng hệ thống giám sát. Và nếu họ mang đến công nghệ này, chúng sẽ bị lạm dụng. Và nếu điều này xảy ra, Huawei cũng phải chịu trách nhiệm. Huawei nói không dính líu các vụ tấn công tin tặc và luôn tuân thủ luật pháp cũng như quy định của quốc gia sở tại. Tập đoàn này cho biết tính tới thời điểm hiện tại đã lắp đặt hệ thống camera giám sát cho 700 thành phố tại hơn 100 quốc gia. Thành phố Portland của bang Oregon được coi là một trong những thành phố thân thiện và tiện nghi nhất ở Hoa Kỳ. Nhưng nó không phải lúc nào cũng như vậy. Khoảng 100 năm trước, Portland là nơi có nhiều băng đảng tội phạm sử dụng mạng lưới hầm ngầm và các lối đi bí mật để bắt cóc người dân địa phương và buôn bán thuốc phiện. Thông tin viên VOA có bài tường trình sau đây. Hãy thử tưởng tượng khi bạn đến một nhà hàng trong số rất nhiều nhà hàng như nhà hàng Hopo ở Portland. Bạn sẽ rất thích nghe nhạc sống với ly đồ uống trên tay và rồi đột nhiên... Người pha chế đồ uống đột nhiên bấm chuông, hai người sẽ xuất hiện dưới đây để chơi cờ hoặc đánh bài. Họ có thể nhảy lên tầng trên trở lại, nhưng chỉ cần người pha chế sẽ kéo một cần gạt là họ lại rơi xuống thế này. Michael Jones là một sử gia với đam mê chính là quá khứ tội phạm của Portland, điều mà hầu hết mọi người đều không biết tới. Ban đầu, ông nói mạng lưới hầm ngầm phức tạp của thành phố được xây dựng để di chuyển hàng hóa từ các tàu cập cảng trên sông Willamette đến các khu lưu trữ dưới tầng hầm. Nhưng có tài liệu cho thấy nhiều đoạn trong số này được xây dựng bởi các băng đảng địa phương gốc Hoa cho hoạt động kinh doanh mờ ám của họ. Trong đó có băng đảng Thượng Hải chuyên thực hiện các vụ bắt cóc cho đến khoảng 80 năm trước. Băng đảng Thượng Hải hoạt động trong hệ thống hàng hải để cung cấp lao động rẻ mạt cho các con tàu. Thật ra đó là cách nói lịch sự thôi. Sự thật thì chúng sẽ bắt cóc đàn ông và bán họ với giá 50 đô la mỗi người làm nô lệ trên các con tàu. Nhiều tàu cập cảng ở Portland cần nhân lực rẻ là những người đàn ông bị bắt cóc để làm việc trên tàu. Nếu họ tìm cách trốn, họ sẽ nhanh chóng bị bắt lại và những kẻ bắt giữ sẽ bắt họ phải đi chân đất để ngăn chặn việc chạy trốn. John nói rằng các nhà sử học biết rằng các đường hầm đã được sử dụng để vận chuyển thuốc phiện và được điều hành bởi giới thượng lưu vào thời điểm đó. Đây cũng là nơi tổ chức các trận đấu võ bất hợp pháp và những nhà thổ ngầm, nơi những phụ nữ bị bắt cóc, bị buộc phải làm việc.
Chúng tóm lấy phụ nữ từ những sàn nhảy, nhà hàng hay ngay ngoài đường và họ sẽ bị mang xuống dưới lòng đất, bị nhốt trong những nơi bí mật giống như tủ quần áo của hai vách. Họ được gọi là những nô lệ da trắng. Chúng làm cho họ tin rằng họ sẽ không bao giờ có thể trở về nhà và khiến họ tin rằng hy vọng duy nhất cho tương lai của họ nằm trong tay của những tên điều hành đường dây nô lệ da trắng. Các hoạt động phi pháp đã chấm dứt vào năm 1940 khi các cuộc truy quét của cảnh sát được tăng cường và đem lại những tác động tích cực. Ngày nay, thật khó tin Portland tự do lại có một quá khứ đen tối như vậy. Nhưng với John, quá khứ đó không thể lãng quên để những gì đã xảy ra trong các đường hầm tối tăm sẽ không bao giờ lặp lại. Tiếp theo đây, mời quý vị theo dõi chương trình học tiếng Anh của đài VOA. This is Everyday Grammar. I'm Lucia. And I'm Kaveh. Okay, Lucia, what are we discussing today? Well, I was thinking about going over a very common word that can be used as a noun, adjective, verb, or adverb. Is that okay with you? Sure, I'm okaying the topic. The word okay can be used in different ways and thus have different meanings. Americans use okay often in everyday conversation. Okay, as a noun, usually means approval or permission. The boss gave her the okay. As a verb, okay has a similar meaning. It means to approve. Although it is an informal expression, it is still often used in professional settings. She okayed the project. As an adjective, okay means fairly good or not bad. She is okay. Now, okay as an adverb is a bit different. How so? Well, adverbs are often used to show time, place, and manner. They are also used as discourse markers. Oh, yes. Those are words that organize a conversation. Words that show transitions, agreements, disagreements. Exactly. A common discourse marker is... okay. Right. Now, as a discourse marker, it has two common meanings. One is to acknowledge what the other person is saying. Okay, I got it. Like you just did. And the second is to show the end of the conversation. Okay, I got it. Welcome to the Voice of America's News Words. This news word is about a housing project in Amsterdam, the capital of the Netherlands. Integration. The Startblok project wants to be an example of integration. By mixing young refugees with residents and giving them responsibility to manage the student center, hopes are that integration will be quick and natural. Integration is when a person or a group becomes part of a larger group or organization. Integration is also when two or more things combine to create something different. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình VOA Express của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Ngoài trang tin voatiengviet.com, quý vị cũng có thể theo dõi VOA trên Facebook VOA Tiếng Việt, YouTube VOA Tiếng Việt Video, Instagram VOA Tiếng Việt hoặc qua các thiết bị di động với ứng dụng VOA miễn phí trên iTunes Store và Google Play. Để nhận tất cả thông báo video mới nhất trên kênh YouTube của chúng tôi, sau khi nhấn đăng ký subscribe, quý vị hãy nhấn vào hình chuông bên góc phải ngay dưới video. Muốn đóng góp hình ảnh, video, bài viết cho VOA Việt ngữ, xin gửi về địa chỉ voabanlambao@gmail.com. Hoàng Long xin hẹn gặp lại quý vị trong bản tin lần sau.